chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái chảo xào nhân công nghiệp, chảo xào nhân với dung tích là 300 lít. Chảo này dùng để xào hạt đác, xên hạt đác ạ. Máy này chúng tôi gia công theo yêu cầu của khách hàng ở dưới An Giang, dùng để xên hạt đác công nghiệp. Máy này thì sẽ nghiêng đổ bằng tay quay nghiêng đổ. Với dung tích là 300 lít thì cái máy này sẽ có đường kính là 1m1 và chiều sâu của cái máy này là 500. Chúng tôi vừa gia công sản xuất tại xưởng xong và bây giờ là thợ đã đang vệ sinh máy ạ. Máy này chính là một cái chảo xào nhân xên nhân công nghiệp dung tích lớn, cấu tạo cao cấp tại xưởng chúng tôi sản xuất, bao gồm một cái cánh đảo lệch tâm vét lắp đáy và thành, cũng như là sẽ có bốn tầng điều chỉnh cánh đảo nhanh chậm. Máy được cấu tạo với 3 lớp inox 304, một lớp dung môi truyền nhiệt và một lớp bông thủy tinh cách nhiệt, giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như là cực kỳ tiết kiệm điện. Công suất tiêu thụ của cái máy này là 24 kW, bao gồm hai cây điện trở, mỗi một cây là 12 kW. Máy này sẽ sử dụng motor 2 HP, motor chúng tôi đặt bên trên và đã bọc ốp rất là cẩn thận rồi ạ. Bộ chân khung của cái máy này là khung 40-80, dày 1,5 ly và có 4 bánh xe để di chuyển ạ. Cánh đảo đây, cánh đảo thì các bạn thấy là nó sẽ khác đi. Cánh đảo này thì sẽ có tim lông chuyên dụng vét lắp đáy và thành, nhưng mà sẽ thêm cái cánh đảo phụ. Đây là bảng tủ điện của máy, thì chúng tôi vệ sinh nên chúng tôi đã quấn ni lông lại để vệ sinh là nước có không văng vào trong cái tủ điện này. Và khi các bạn sử dụng máy thì các bạn lưu ý cho chúng tôi là các bạn không để nước văng vào tủ điện. Máy thì cũng sẽ có công tắc tắt mở, cũng như là sẽ có biến tần điều chỉnh cái cánh đảo nhanh chậm, có đồng hồ chỉ thời gian và nhiệt độ ạ. Máy này thì các bạn có thể sử dụng đa năng, dùng để xên xào hạt đác, hoặc là các bạn có thể dùng để xên mứt xào nhân, quậy bột làm bánh nọt, hoặc là dùng để xào nhân thịt hay là các cái loại nước sốt. Với cấu tạo ra nhiệt cách thủy và cánh đảo lịch tâm vét lắp đáy và thành, hai cái ưu điểm nổi bật đấy sẽ giúp các bạn xên xào đa năng, đa dạng nguyên liệu mà không lo bị bén khét. Ở đằng sau máy thì các bạn thấy ở đây đều có một cái thế để các bạn góp nước dung môi truyền nhiệt, một cái kính để các bạn theo dõi cái lượng dung môi truyền nhiệt trong máy, một cái khóa chốt an toàn để cái chảo này không bị lật ngược lại đằng sau khi mà các bạn sử dụng, nhất là khi mà các bạn nấu những nguyên liệu, nhiều nguyên liệu lấy nấu đầy nhín miệng ấy, thì các bạn không lo là nó bị lật lại đằng sau. Bên dưới là điện trở, đây hai cây điện trở. Cái tủ này thì còn thiếu cái dây điện từ điện trở này lên trên cái tủ điện điều khiển. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì các bạn cứ liên hệ với lại chúng tôi để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất ạ.